Sưu tầm du lịch mến chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Hôm nay sưu tầm du lịch xin mời quý cô chú, quý anh chị và các bạn cùng đi săn mây với sưu tầm du lịch nha. Hiện tại thì sưu tầm du lịch đang có mặt ở dưới chân núi Cấm. Đường này là đường ở phía sau chợ An Hảo đó cả nhà. Và cả nhà nhìn cảnh đi thật là đẹp luôn, một cái vẻ đẹp thiệt là náo lòng cả nhà ơi. Nếu mà các bạn có mặt ở đây thì chắc chắn sưu tầm du lịch chắc chắn với các bạn là các bạn cũng rất là thích cái cảnh này. Nhìn như là cảnh ở Sapa vậy đó cả nhà, rất là đẹp luôn. May mà nó xuống tới chân núi luôn đó cả nhà. Cả nhà ơi, cùng đi săn mây, cùng đi săn mây nào. Phía bên trái sưu tầm du lịch đó là khu du lịch điện năng lượng mặt trời. Nhìn xa xa đó cả nhà, những cái cây thốt nốt rất là đẹp. Và ở phía bên phải của mình là những chú bò đang gặm cỏ. Và cả nhà có công nhận với sưu tầm du lịch là cảnh rất là đẹp không? Bây giờ săn mây không còn khó nữa nha cả nhà. Mình đứng ở dưới chân núi mà mình vẫn có thể săn mây được luôn. Và có ai ngờ là ở miền Tây của mình nhưng mà nhìn nó đẹp như là ở Sapa vậy đó. Một bức tranh thiên nhiên thật là tuyệt vời. Bây giờ sưu tầm du lịch sẽ chạy một vòng, mời cả nhà cùng xem ngắm cảnh đẹp với sưu tầm du lịch nha. Trả lời luôn, đó là một góc ở đường tỉnh 948 ngay cây xăng đó cả nhà. Cả nhà có thể thấy là mây bao phủ toàn núi luôn đó cả nhà. Và đây là một cái góc nhìn khác nữa, từ trên cao núi Bà Đậu nhìn xuống, được một người em của sưu tầm du lịch quay lại. Buổi sáng nay thì mây rất là nhiều cả nhà ơi, rất là đẹp luôn mà lạnh lắm. Đó, cả nhà nhìn đi, toàn là một cái lớp mùa xuân nó bao phủ toàn núi luôn. Mây trải dài như ở Sapa vậy đó, thật là đẹp luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì mình sẽ ghé chợ và đi đến cái chỗ cái cô bán trà. Mình giới thiệu cho cả nhà một cái chỗ cô bán trà này nha, rất là ngon luôn. Mình bắt đầu là hôm qua cô bán cho mình nó là không có để nước cốt, nó giãn như cả nhà, chứ cô bán rất là dễ thương luôn mà ngon lắm. Nói cho em bịch 5.000 đi chị, ngày qua không có bỏ nước cốt. Ủa, hôm qua yeah. Quá hay vậy, quá kì. Cái có chè bưởi không? Có đấy, em 2 bịch chè bưởi. Chúc đi Quỳnh ơi, Quỳnh. Sưu tầm du lịch xin kết thúc video clip tại đây. Và xin kính chúc quý cô chú, quý anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và công việc được suôn sẻ nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. À quên nữa, cả nhà nhớ bấm đăng ký và bấm cái chuông ở kế bên để nhận được những video clip tiếp theo mới nhất của sưu tầm du lịch nha. Cảm ơn cả nhà.